cái từ đâu xông ra lại vào nhà người ta thế hả? Hả? Thì tôi đang xem qua không để tôi hỏi thăm mà. Ui. Ông vào đây bằng cách nào đấy hả? Cửa mở tôi vào thôi. Sao không thấy con chó nó sủa nhờ? Có sủa nhưng đá một phát im rồi. Tôi ở quê sợ chó gì. Này, ông định vào đây ăn cướp ăn cắp đúng không hả? Ông ở đâu ra đấy hả? Định làm gì? Tôi lên thăm thằng cháu tôi, thằng Trần Đức. Trần Đức á? Ừ. Vợ là gì? Vợ là Tươi. Thế ông là? Tôi là Trần Tuấn, chú thằng Trần Đức. Ui, thế chú là chú Tuấn hả? Ừ. Ôi, thế cháu xin lỗi chú, cái đợt cưới xin này cháu cũng chưa gặp mặt chú nên cháu không biết, chú bỏ qua cho ạ. Đấy, đợt cưới là chúng mày chỉ tổ chức trên này, có về quê tổ chức đâu mà chúng tao biết. Vâng ạ, thì cũng phải cáo lỗi với các cụ, sẽ có dịp là chúng cháu sẽ về đấy tổ chức sau ạ. Đúng rồi. Dạ. Thế chú đi đường tại sao chú không gọi cho chồng cháu ra đón, mệt có. Thế. Có gọi, xuống xe mà cái gọi luôn. À thế ạ. Thế nhưng mà lúc thì nó bảo là tắt máy, lúc thì có con nào nó nói eo 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 ở trong đấy. Sao? Lại trốn vợ đi hát karaoke. Quả này vì tuyết sắc. Chắc là chồng cháu mải công mải việc đấy là tắt máy ấy, chú ạ. Thế thôi, có khi chú cháu mình vào trong nhà chứ ai lại ngồi ngoài này. Thôi, ngồi đây vừa mát, vừa chờ nó về luôn. Thế cháu vào cho lấy chén nước cho chú nhá. Ừ. Chú đợi cháu tí ạ. Ừ. Dạ. Này, dạ. Vào lấy nước thôi, mở nhạc là cái gì mà ầm ĩ này. Mày biết bây giờ là mấy giờ không? Giữa trưa mở nhạc này hàng xóm chửi cho nó chứ. Ôi chú ơi, chú nói để cháu mới nhớ, mới cay lắm đấy. Không phải là nhà cháu mở nhạc đâu mà là con mụ hàng xóm nó mở đấy. Ngày nào ấy nó cũng nhầm vào đúng 12 giờ trưa chính ngọ nó mở ầm ầm hết cả lên. Mình mà sang nhắc nó nhá, nó thả chó ra cắn luôn. Chó à? Vâng. Chú sợ chó gì? Đi, đưa chú sang đấy. Chú xử lý được chó ạ. Chứ còn gì nữa. Vâng, đây cháu đưa chú sang. Nhà này à? Dạ vâng. Chú ơi, nếu mà nó thả chó ra là chú xử lý luôn. Rồi nhá. Rồi. Cô Tươi đâu? Cô Tươi đâu nhờ? Ra đây tôi nhờ cái nào. Cái gì đây? Không thả chó. Làm sao đây? Giữa trưa thì cô tắt nhạc bé đi cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi sao lại mở. Cô biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ thì ai mà chả biết, 12 giờ trưa chứ còn gì nữa. Thế sao cô mở nhạc to thế? Ơ hay nhở, nhà tôi thích bật thế nào là kệ tôi chứ. Nhưng mà cô biết rằng bật nhạc giữa trưa là ảnh hưởng tới giấc ngủ của hàng xóm không? À, ông là ai đấy? Mà này, cô Tươi, lần trước chó đuổi cho chưa sợ hay sao mà lại sang đây để kiếm chuyện nữa à? Lần này cô thả chó ra đấy. Tôi ở quê tôi không sợ chó gì nhá. Ra đây đá một phát vào mõm luôn. Này, ông đang ở nhà tôi mà ông lại nói ai là chó đấy à? Hả? Ông là ai đây? Tôi là chú con Tươi. À, chú à? Ừ. Tôi còn lạ gì nữa? Chú hay là người yêu dẫn về nhà, chồng thì đi vắng. Thừa. Này, cô ơi, hàng xóm láng giềng với nhau thì cư xử văn minh một tí nhá. Anh nói cho cẩn thận, tôi đáng tuổi cha tuổi chú đấy nhá cô nhá. Vâng ạ, à, tuổi cha tuổi chú, sugar daddy chứ gì. Bố nuôi, xong rồi nuôi, xong rồi lại thịt, đúng không? Chắc là tại vì tôi hát to quá ảnh hưởng đến hai người đang vui vẻ, nên mới sang đây chứ gì. Cô anh nói cho hẳn hòi nhá. Tôi không thích hẳn hòi đấy. Có chuyện gì đấy mình? Chú Tuấn. Đức. Đức cái gì mà Đức, đấy là chồng tôi đấy. Này, bây giờ thì ông bắt nạt tôi nữa đi hả? Chồng ơi, em báo cho chồng một tin nhá. Cô Tươi này nhá, chồng đi vắng, gặp ngay với ông này, vừa già vừa dê, sợ chưa? Ui, vợ ơi đừng có nói nữa. Sao mà không nói, phải nói lên cho cả làng cả xã để biết. Nghe anh nói, nghe anh giải thích đã. Cái gì? Đây là chú Tuấn, chú của anh từ quê lên đấy. Hả? Đây là quý nhân giúp vợ chồng mình đây. Thế này là thế nào? Chú là em chờ cả sáng nay đấy á. Ừ. Ôi trời ơi, sao anh à, cháu hiểu rồi. Chú là chú của anh Trần Anh Đức và chị Tươi đây là cháu của chú. Ừ. Còn cháu cũng là Tươi nhưng mà chồng của cháu là Trần Việt Đức. À thế là chú nhầm. Chú nhầm. À.
Tức là chú lên đầu tư cái spa này đây Vũ Đức. Dạ vâng ạ, đúng ạ. Của cháu ạ. Ờ, thôi bây giờ là của hẳn cháu luôn nhá. À, chú về đi. Ta về ta uống nước cốc nước giờ mà cháu mời chú ấy. Dạ vâng, chú ơi, chú ơi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, từ từ đã chú. Ôi trời ơi, mình ơi, làm sao đấy? Còn làm sao nữa? Tại cô ấy 12 giờ trưa thì cô lại đi bật nhạc âm mỹ cả lên. Cô xem cả cái làng này có ai chơi được với cô không? Hả? Cô gặp ai cô cũng chửi, cô cũng mắng. Còn sao nữa, chị đuổi theo. Chú Tuấn ơi, chú Tuấn ơi. Quỷ Nhân ơi. Thế sao hôm nay lại có việc gì đây? Có biết hôm nay ngày gì không? Hôm nay á? À, hôm nay là... Là gì? Mùng 8 tháng 3. À, chưa tới. Ngày qua rồi. À đúng rồi, ngày tháng 7 rồi nhờ. Dạy anh người Minh Ngọng cứ như người ấm. Hôm nay ngày giết số bọ. Giết số bọ nào? Ôi ôi là rồi, cái ngày trọng đại của người ta mà ông lại bảo là ngày giết số bọ là thế nào hả? Ra đây tôi bảo đây. Thế ngày gì? Tôi nhắc cho bà nhớ nhá. Hôm nay ấy là ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của tôi với ông đấy. Hả? Cái gì? 30 năm ngày cưới? Ôi trời ơi, ông làm cái gì mà ông học lên thế? Hả? Sốt à? Ôi giời, sao nhanh thế nhỉ? Nhanh cái gì? Thông thoát thế mà đã 30 năm. Này, liệu liệu nhá. Làm nào làm. Ôi giời ơi. Anh à? Anh đi làm về à? Ôi dồi ôi, cô Hương dạ? Xinh đẹp, em gái anh đây rồi. Cái túi vỡ phải cọc rồi. Cái gì đấy? Em ơi. Dạ. Anh vừa về tới đầu ngõ. Vâng. Bà ra bà bảo hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Ôi dồi ôi. Ừ. Hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày cưới của anh chị ạ? Ừ. À? Thế thì vui quá, còn gì nữa? Theo em ấy, em bày ra cái cách gì để làm cho bà ấy vui? À, ý anh là anh muốn hỏi em là... mình nên tạo một cái gì đấy ấn tượng dành cho chị chứ gì? À, đúng rồi. À, thì theo em ấy, anh mời chị ra nhà hàng làm một bữa hoành tráng, có khi chị lại vui. Nhà hàng ấy. Vâng. Ngày nào bà chả đi ăn. Có hôm anh ở nhà nấu cơm một mình anh ăn. Ngày nào cũng đi ăn à? Bà đi suốt nhà hàng, ngày nào chả đi. Ô, thì ở với nhau 30 năm mà chị ý thích gì anh không biết à? Ở với bà ấy 30 năm anh biết quá đấy chứ. Chị thích cái gì? Bà chỉ thích ấy. Là cái gì? Xiên. Tiền á? Đúng rồi. Xiên thôi. Những cái ngày như thế này ai đi tặng xiền? Không được, phổ quá. Thôi em tặng cái gì? Em nghĩ ra rồi. Anh nên tặng chị hoa hồng đỏ. Chào chú. Ôi anh mua hoa. Ủa thế thanh niên thì bán hoa. Dạ vâng. Thảo nào chú có quả áo hoa đẹp quá. Chú bán anh ít bông hồng về tặng vợ. Ít bông hồng, ít là bao nhiêu à? À, chẳng giấu gì chú. Dạ. Anh với cô ấy sống. Thế mà anh tính sao mà thời gian nó nhanh thế đi. Không thể tưởng tượng được. 30 năm rồi. 30 năm ạ? Ừ. À, bây giờ em có ý như thế này. Ý chú thế nào? À, một bông hồng là tượng trưng cho một năm. Vậy thì em sẽ bó cho bác một bó hoa hồng rực rỡ 30 bông. Đây. Cảm ơn chú. Đấy. Rồi. Bác ơi. Có một bó hoa em vừa mới bó, vừa đủ 30 bông. Đấy, toàn hồng rực rỡ luôn. Thế à? Sao chú tâm lý thế? Em à. Đúng 30 bông à? Đúng 30 bông luôn. Thôi đây rồi, chắc là vợ tôi thích lắm đấy. À, bác ơi, hay là bây giờ em có ý như thế này. Bác mua một tấm thiệp, ghi vào đấy những dòng chữ bay bổng để tặng cho bác gái. Đảm bảo bác gái cũng bay bổng theo bác luôn đấy chứ. Anh nói thật với chú, chẳng giấu giếm gì chú. Anh làm công tác tổ chức là bao nhiêu năm nay anh chỉ viết điếu văn. Anh chưa bao giờ biết viết những cái lời hay ý đẹp cho vợ cả. Thôi bây giờ thế này. Dạ. Anh nhờ chú viết hộ anh. Thôi được rồi. Ừ. Em sẽ giúp bác. Rồi. À đấy, thiệp này rồi. Vâng. Đấy. Hoa hồng là phải đi với hoa hồng. Vâng. Bác ơi. Ừ. Bây giờ em viết như thế này có được không ạ? Rồi, viết đi xem nào. Mỗi một bông hoa tượng trưng cho một năm hạnh phúc. Yêu em. Bác thấy thế nào? Thôi, bây giờ anh quyết định thế này. Dạ. Anh mua của chú đúng 3 bông. Giả lại chú 27 bông. Ôi, làm thế sao được ạ? Em bó vào như thế này rồi bác làm sao bác bẻ ra từng bông một được? Chú chẳng hiểu gì về anh cả. Đúng, anh ở với vợ anh là 30 năm. Nhưng thực tế
anh tính kỹ lắm rồi. Nhưng chỉ được có 3 năm hạnh phúc thôi. Giờ nước mắt thay lời chia ly, khóc người xa đi anh. Ô, ơn trời. Mai đến rồi à? Mai, anh chờ Mai mãi. Mai nào? À, chết, quên, Thảo, anh nhầm. Tên em là Mai Thảo nhỉ? Nhầm. Mai Thảo gì? Tên em là Mai Thảo thì anh gọi là Mai Thảo chứ. Anh trêu tôi à? Anh trêu gì em đâu, anh dám trêu gì em đâu. Anh thử đọc ngược lại xem nào. Mai Thảo là Thảo Mai. Thế hóa là anh bảo tôi là Thảo Mai à? Đâu anh có dám nói gì đâu. Tên em thế anh gọi thế thôi. Thế từ trước đến giờ tôi đã xin anh được cái gì chưa? Chưa. Anh đã tặng quà cho tôi được cái gì chưa? Chưa. Thế sao anh gọi tôi là Thảo Mai? À, không, nhưng mà chưa tặng, nhưng bây giờ anh tặng. Ngày hôm nay anh đã quyết định rồi, anh sẽ tặng em một món quà. Hôm nay anh lại còn có quà cơ ấy. Ừ, một món quà rất là đặc biệt luôn. Đây, em muốn tạm đi cho nó ngọt giọng. Để trước. Đây là quà? Không, quà là cái khác. Cái này là ứng trước thôi. Quà của anh đây. This is flower give for you. You take it. Anh nói tiếng Anh đấy, em hiểu không? Tức là đây là bông hoa anh tặng em. Anh đã suy nghĩ suốt cả đêm ngày hôm qua rồi. Anh muốn em làm người yêu của anh. Em cầm lấy đi. Tôi không cầm mà lại. Cầm hộ anh cái chứ anh mỏi tay lắm rồi. Được rồi, anh ngồi lên. À, may mà anh đỡ được chứ không em vùi hoa dập liễu của anh rồi. Anh đứng lên. Anh đứng thì anh đứng. Em chấp nhận là người yêu của anh nhá. Thời buổi này anh tặng bông hoa này làm sao mà có được tình yêu của tôi? Anh nhầm rồi à? Tặng cái gì? Bây giờ anh có nhà lầu không? Anh có xe hơi không? Anh có tinh tinh không? Nhà lầu xe hơi anh biết chứ, mà nhưng mà có tình yêu lại phải nuôi khỉ ấy, em. Tinh tinh? Anh không hiểu à? Anh đã xấu, đã nghèo mà lại còn không thông minh. Tinh tinh là tiền về tài khoản đấy. Thảo Mai ơi, à, chị quên Mai Thảo ơi. Chờ em hoài, đợi em mãi, xong em đi mất rồi. Bác sĩ ơi. Cái gì? Em đau lắm bác sĩ ạ. Đau đâu? Em đau tất cả, đau tim, đau gan, đau phổi, đau cả trong tâm hồn bác sĩ ạ. Đau toàn bộ cơ thể ạ? Đau hết. Chết rồi, sắp chết đấy. Thì nguy to rồi. Đi về nhà, à, bảo mọi người ấy chuẩn bị là lo hậu sự đi. Có cái gì ngon thì cho ăn đi, không kịp nữa đâu. Bác sĩ ơi, em có đau gì trong thể xác đâu, em đau trong tâm hồn thôi mà sao mà chết được ạ? Có tâm hồn thế có nghĩa là bị thất tình chứ gì? Dạ, vâng ạ. Sao bị người yêu nó bỏ chứ gì? Vâng ạ, bác sĩ đấy, bác sĩ phán đúng ngay. Ủa giời, thế nói luôn một câu cho nó xanh dờn đi mà lại còn đủ thứ nữa. Thế là làm sao mà nó bỏ? Nó bỏ em bởi vì em chỉ không có những thứ mà cô ấy cần ạ. Những thứ nó cần là cái thứ gì? Điện thoại mấy chục triệu ạ. Chiếc xe máy mấy trăm triệu ạ. Rồi ạ, nhà 3 tầng ạ. Em không có. Ôi, không có? Vâng ạ. Nó nghèo rớt mồng tơi ra. Thế làm gì mà nó chả bỏ? Không phải ạ. Thế làm sao? Biết thế thì em bán quách cái điện thoại mấy tỷ của em đi. Bán cái xe mấy chục tỷ đi. Bán cái biệt thự trăm tỷ đi để mua cái những thứ đấy cho cô ấy. Ôi dồi, sao có tài sản khổng lồ xông trong mặt hiểu não thế chứ đệ. Dạ, ai ngờ cô ấy lại chỉ thích những cái thứ giản dị thế thôi. Em làm gì có. Thế không có mà có những cái xe mấy tỷ, cái điện thoại mấy chục tỷ. Thế không có thì những cái đấy là cái gì? Thế cốt lõi lại bây giờ là tìm người yêu chứ gì? Vâng ạ. À, thất tình nhiều quá đau khổ lắm. Đau khổ lắm. Vâng. Những mặt kiểu rồi ôi. Thôi được rồi. Yeah. Nghe qua cậu kể về tiền sử bệnh tình của cậu, yeah, là trong đầu tôi đã nảy ra cái ý đồ là để chữa bệnh cho cậu rồi. Chữa được ạ. Ừ. Chữa bây giờ nào ạ? Cậu nghe này này. Dạ. Nhà tôi nhá, có một bà chị gái. Dạ. Một cô con gái. Ủa? Chưa chồng. Dạ. Ừ. Bây giờ cậu chọn ai? Tùy cậu. Chọn một trong hai ạ. Một trong hai luôn. Thế thì cho em chọn chị gái ạ. Sao là chị gái? Dạ, bởi vì những cô gái trẻ mà xinh đẹp thường mong muốn những thứ mà em không có ạ. Cho nên em sợ bị thất tình lắm.
Cho nên thế là chọn chị gái. Chị gái ạ? Đấy, 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 đấy. Đấy, là tôi đã chữa được bệnh cho cậu rồi đấy. Thế là em khỏi rồi ạ? Ừ, khỏi bệnh rồi đấy nhá. Thế là em tìm lại được ý nghĩa cuộc đời rồi ạ? Ừ, đấy, này, này, thương chốt nhá. Chốt ạ? À, chị gái. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.